Nguyên TV xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình đang ở quận 4. Đây là tòa nhà gọi là Golden View. Ở bên quận 4 đây thì mình đi qua có một cái công việc rất là đặc biệt. Hôm nay chở sếp đi gặp đối tác á. Lát nữa mình sẽ review với. Tòa nhà cao quá. Hôm nay là có một cái chương trình đặc biệt. Mình sẽ chia sẻ với các bạn. Giờ là giờ chiều, khoảng 5 giờ chiều rồi. Bên kia là quận nhất các bạn. Nhìn thấy dòng xe rất là chật chội kẹt ha. Bên này thì thoáng hơn, bên này là quận 4. Đây mình đi vào trong này. Một cái quán cà phê Starbucks. Đây các sếp của mình đang trong này đây. Hello. Đây cái chương trình đặc biệt mà mình đã giới thiệu với các bạn đó. Đây thì trước mắt tôi phải giới thiệu, đây là một sếp của mình này. Đây là sếp chính này. Đây em gái. Kia là anh bạn người bên áo về các bạn ha. Đây, cái chương trình lúc nãy mình đã giới thiệu rồi. Thực ra là đây là họp mặt của các YouTuber. Đây là em gái Uyên Lê ở bên áo về. Có một cái kênh chuyên chia sẻ về cái cuộc sống bên áo. Đó là kênh Việt Áo Family. Để mời các bạn có thể vào kênh đó để xem. Rất là hay chia sẻ cái cuộc sống bên áo các bạn ha. Còn đây em một em gái thứ hai là em gái Nga Lê. Có một cái kênh nhìn như thế nào thôi mà em có tâm hồn rất là trẻ thơ. Em có cái kênh là về chuyên về game. Em chơi game rất là giỏi. Thu nhập cao ở cái kênh đó và cuộc sống rất là ổn ở đó. Nó là hay lắm á. Còn kia bạn này là sếp chính thức của mình. Nên mọi cái là mình phải tuân lệnh theo cái bạn này đó. Mình quay như vậy thôi nhưng mà thực ra là bạn nó chỉ huy hết. Đây thì mọi người đang quây quần ở cái quán cà phê này. Thì đây là một cái dịp mà hiếm gặp của các YouTuber. May mắn là đây là xuyên lục địa, cả người nước ngoài lẫn người trong nước. Này có mấy bé này là cũng tham gia đóng hết á. Thì đến đây nhóm mình đã kêu cà phê uống rồi. Rồi được một lát rồi. Bây giờ còn tiếp tục chia sẻ trao đổi thôi. Thì đây mình nhường lại cho các sếp. Mình chỉ biết là ngồi để quay phim thôi, ghi hình thôi. Rồi mình chỉ là cái chân tài xế thôi. Các sếp bàn công việc đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đưa các sếp về. Thì mình chỉ chia sẻ với các bạn trên đường về thì cái cảnh Sài Gòn rất là đẹp các bạn ha. Từ quận 4 về, bây giờ mình sẽ qua quận nhất, rồi về Bình Thạnh, sẽ về thành phố Thủ Đức luôn. Thì trên đường đi có nhiều những cái để chia sẻ với các bạn. Thì là mình tài xế có công việc đến thế thôi. Và cũng là cái chân camera. Thôi xin phép các sếp thôi. Các sếp chia tay rồi về. Đây, đây là Uyên Lê Việt Áo Family. Đó là một kênh rất hay truyền về bên chia sẻ cuộc sống bên áo. Rồi còn đây là hai chủ kênh Nga Lê Hạt Giống Trái Tim đã chia tay ha. Đây đứng đây. Có dịp chị em mình lại gặp nhau ở Sài Gòn. Goodbye. Bye bye. See you again. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Này mình đi ra lên này. À đúng rồi, bây giờ anh đi ra lên. Bây giờ mình chia tay sếp, mình đi về bên quận nhất, rồi qua bên Thủ Đức.
đấy nhìn ra có đài phun nước. Đúng rồi, đây là có đài phun nước. Đấy, nhìn qua bên kia quận nhất đây đông hơn quận tư nhiều à, xe xếp hàng dài. Không, mình đi lối này ra xe anh vẫn để bên kia. Chắc đi lối này cũng được. Không không, mình đi luôn, ra đó đi luôn. Rồi bây giờ thì các sếp đã họp hành xong xuôi, mình chở các sếp đi về trên cái con đường rất đẹp ở bên quận tư này. À, trách trách bên kia đó là tòa nhà đã một thời đó là từng là cao nhất Sài Gòn. Quận tư thì ngày xưa đường này là rất là xấu nhưng bây giờ thì đẹp lắm rồi. Bây giờ sẽ qua cầu Khánh Hội qua bên quận nhất. Bây giờ mình sẽ chở đưa em gái về nhà. Em gái là Bình Dương, giáp với thành phố Thủ Đức. Đây, bây giờ mình đang trên đường Hoàng Diệu của quận 4, phường 8 quận 4. Đi qua đây sẽ đi qua cầu Khánh Hội để về bên quận nhất rồi. Đường vào giờ này là hơi cao điểm đó đấy, nó cũng hay kẹt xe lắm. Quận tư thì có nhiều cầu để qua bên quận nhất lắm, nhưng mà cầu này là một trong những cầu xưa nhất rồi. Giờ này đang là 6 giờ chiều rồi, thành phố bắt đầu lên đèn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cả những buổi trưa, buổi sáng, buổi chiều có hết ha. Giờ mình đã qua được đến bên quận nhất rồi. Giờ nếu mà đi sang thành phố Thủ Đức có một lối đường hầm là đi xuống này mà đi thôi, mình đi đường này thôi, hôm nay không xuống hầm nữa. Sẽ về lại đường Nguyễn Hữu Cảnh. Trước mặt mình sẽ đi ra là bến Bạch Đằng nhá. Kia bên phải mình là bến Nhà Rồng, vừa khuất mất rồi. Đi qua cái này sẽ quay được.
Sang bên quận nhất này là kẹt xe rồi. Bây giờ mình đang trên đường Tôn Đức Thắng vào 6 giờ 10 chiều này. Tình hình kẹt xe rất là trầm trọng này. Phía bên trái mình đây là đang là phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì giờ này là trống vắng. Nhưng còn đường này thì kẹt quá. Bên phải là bến Bạch Đằng. Bến này buổi tối vui lắm. Đây có mấy cây sân khấu chuẩn bị sẵn để làm gì đây. Đây có nhiều dàn đèn đây nữa. Chắc có tiệc gì à. Tốc độ di chuyển của lúc này ở cái đường Tôn Đức Thắng này nó chỉ vào khoảng 5 cây số một giờ thôi. Hơi trầm trọng một tí. Hy vọng là ra được cái khúc kia, thoát được ra thì nó đỡ hơn. Đấy, quận nhất nó kẹt vậy đấy. Trung tâm các thành phố lớn. Ở phía bên kia các bạn nhìn thấy có cái khu mà có dàn đèn đó là cái nhà hàng nổi ha. Nhà hàng nổi trên bến Bạch Đằng. Lúc đầu mình đi tính đi đường Nguyễn Hữu Cảnh nhưng mà mình thấy là khả năng là kẹt xe rất là cao, thành ra cái đường Nguyễn Hữu Cảnh này có vẻ không ổn nên mình sẽ đi con đường khác. Chào mừng. Cần phải qua cái chỗ này. Đây là đến công trường Mê Linh rồi. Chỉ còn mấy trăm mét nữa thôi nhưng mà khả năng cũng phải mất thời gian khá dài vì nó kẹt xe. Vừa có một ninja cắt đầu xe mình. Rồi qua khúc này bắt đầu thấy thoáng thoáng ạ. Nhưng mà chắc là từ bỏ cái đường Nguyễn Hữu Cảnh, lúc đầu tính đi Nguyễn Hữu Cảnh, bây giờ sẽ bỏ qua cầu Ba Son này. Lên cầu. Rồi lên cầu xăng được bên kia là đường thoáng rồi nhá. Cầu này nổi tiếng có cái view đẹp các bạn ạ. Vào các buổi sáng đây là có nhiều những cặp đôi ra đây chụp hình cưới. Đấy, ở đây cũng nhìn thấy cái tòa nhà Landmark bắt đầu lên đèn rồi. Đây buổi chiều này chụp hình nhiều này, đấy chụp hình nghệ thuật rồi hóng mát, chụp hình lưu niệm, đấy đứng hai bên cầu này rất là nhiều đó, đông.
Ai sang đây là thuộc thành phố Thủ Đức rồi các bạn, thuộc quận 2 cũ đó. Và bây giờ mình đã đến ngã năm Thủ Đức này. Đây một cái vòng xoay ngã năm Thủ Đức, bên phải mình là chợ Thủ Đức, một cái khu chợ cổ cả niên đại cả trăm năm rồi đó. Bây giờ sẽ lên đường Võ Văn Ngân các bạn nhá, một con đường mệnh danh là con đường thời trang. Thì hai bên bán thời trang, quần áo, giày dép, nói chung những cái mặt hàng thời trang nổi tiếng của Thủ Đức này. Tất cả những con đường mà đông đúc ấy, nhỏ nhỏ này thì cũng dễ hay kẹt xe. Mà hơn nữa đường này lại là đường trung tâm nữa. Bên trái mình là một cái trường học, trường Nasan, ngày xưa gọi là vậy đó, bây giờ hình như là trường cao đẳng gì đó. Đấy, bắt đầu khúc đường này là từ đây trở đi là thủ phủ thời trang thành phố Thủ Đức, à, quận Thủ Đức cũ, nhưng bây giờ thuộc thành phố Thủ Đức, đường Võ Văn Ngân. Đây các bạn thấy không, hai bên đường này toàn những quầy thời trang thôi, quần áo, giày dép, trang sức. Mặt bằng ở đây cũng thuộc loại đắt đỏ nhất của quận Thủ Đức cũ nhá. Trên trục đường này thì gồm có nhà sách Nguyễn Văn Cừ nữa này, và một cái trung tâm thương mại của Vincom. Đó, bên phải mình đây là Vincom Plaza, trung tâm thương mại đó. Xe đậu kín phía trước à. Đây, những cái quầy hàng này. Đấy, toàn thời trang thôi. Bên này là phụ kiện điện thoại. Tiếp theo đến phía trái mình là Cung Văn hóa Thiếu Nhi. Giờ mình sắp tới ngã tư Thủ Đức rồi nha.
Đấy, lúc nãy mình đã đi cái đầu kia chia sẻ rồi đấy. Bên trái mình đây là trường sư phạm kỹ thuật này. Một cái trường rất lớn, cũng lâu đời rồi. Đây có bảng này, phố chuyên danh thời trang. Rồi, bây giờ mình sẽ rẽ ra đường xa lộ Hà Nội. Rẽ ra đây đi về nhà đó. Ngã tư Thủ Đức thật là nhộn nhịp. Và video của mình hôm nay cũng đã dài thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Những bạn nào chưa đăng ký kênh, nếu thấy thương mình thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Tạo động lực cho mình ra được những video tiếp theo được tốt đẹp hơn. Xin trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.